Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 83 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn giả đọc Chương Vũ. Diệp Linh Tô truy đuổi Ô Tử Đô. Khi bóng hình của hắn vừa biến mất, hai tên quái nhân từ loạn thạch lao ra mạnh mẽ kinh người. Mọi người trở tay không kịp, quần chiến một hồi. Hoa Miên trúng độc, Nhạc Chi Dương què chân, chỉ có Sở Không Sơn còn sức chiến đấu cùng quái nhân quần nhau. Lợi dụng trong lúc hỗn loạn, hai tên đệ tử của Độc Dương Tông khiêng cán cứu thương tiến vào một lùm loạn thạch. Nhạc Chi Dương thoáng nhìn, vừa sợ vừa giận, liều lĩnh đuổi theo truy cản. Tuy hắn đi đứng khó khăn, nhưng hai lỗ tai cực là thính. Tiếng bước chân của hai tên đệ tử không thoát khỏi lỗ tai của hắn. Hai tên trong thạch trận, mặc dù trốn chạy rất nhanh, thế nhưng chạy không được xa. Nhạc Chi Dương nghe âm thanh phân biệt, liền chẩn bàn đường tắt, khập khển mà nhanh, đi sau mà đến trước. Cuối cùng cũng đã đứng cản trước mặt của hai tên đó. Bọn chúng liếc thấy Nhạc Chi Dương lại càng hoảng sợ. Gặp hắn lẻ loi có một mình, bỗng yên lòng. Tên Hà Dương cười nói, con mẹ nó thằng cà thốt. Cũng có thể chạy nhanh như thế sao hả? Nói rồi quăng cán cứu thương xuống đất, dán lên tay áo, nhe răng cười lấy, đi về hướng Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương không để ý tới hắn, chỉ là nhìn chầm chầm vào cán cứu thương. Tên Hà Dương sải bước nhảy lên, dùng cánh tay phải, một bạt tay hướng trên mặt của Chi Dương miệng quát. Chết này cái thằng cà thọ mẹ mày! Nhạc Chi Dương bị thương nặng, lực yếu. Nhưng một chiêu này trong mắt của hắn rất là bình thường, không có gì lạ. Kẻ hở rất nhiều, lập tức lách mình sử dụng một chiêu thiên cơ kiếm, giơ lên nhánh cây nhẹ nhàng đâm về phía trước. Hà Dương vốn tránh không kịp, đầu nhánh cây đâm trúng vào ngực, bàn tay rơi xuống, Quyệt Thiên Trung hơi hơi tê dần mất hết công lực, té nằm co quắp trên mặt đất. Tên Tào Nghiễm Nghĩa không ngờ đến tên thiếu niên chân què này lại lợi hại đến như thế. Hắn sửng sốt một chút, theo ở trong tay rút ra một vật, đồng thao gì đó, có ánh sáng, hình như là búp hoa sen, đầu búp có nhiều lỗ nhỏ. Tào Nghiễm Nghĩa dùng sức bấm một cái, mấy tiếng dèo dèo vàng lên. Đầu búp sen trong bay ra hơn 10 cái chấm nhỏ như lông trâu vậy. U làm hắc khí màu đen, bao bọc phạm vi một trượng. Nhạc Chi Dương ỷ vào kiếm thuật, tiếp cận chiến đấu còn có thể chiếm được thượng phong. Bây giờ gặp phải ám khí rồi, thật khó đường mà trốn tránh. Dùng dãy nhánh cây, ngăn cản được có mấy cái, chợt thấy đầu dai, bên hồng đào xót. Tiếp theo nửa người tê liệt, rồi bịch một tiếng, té ngã trên mặt đất, giải dụa không nổi. Tào Nghiễm Nghĩa thu hồi cái đài sen bằng đồng, bước nhanh về phía trước xem xét cho Hà Dương, để mấy cái cởi bỏ quyệt đạo, nhưng giải quyết không được. Tào Nghiễm Nghĩa vừa thẹn vừa giận, đứng dậy rút ra một cây đoản đao màu xanh thẳm, chém về phía cổ của Nhạc Chi Dương. Mắt thấy thần thủ của hắn kỳ lạ, Nhạc Chi Dương tay phải chợt giơ lên, nhánh cây hướng lên đầm ra. Tào Nghiễm Nghĩa giơ đoản đao lên đỡ, dưới nách đã để trống, chợt thấy thiên trì quyệt tê rần, nhất thời cánh tay vô lực, đoạn đào rơi kẽn xuống mặt đất. Nhạc Chi Dương không đợi cho hắn lui về phía sau, cổ tay rung lên điểm luôn hai quyệt, nguyên dịch và kinh môn, hai nơi yếu quyệt. Tào Nghiễm Nghĩa bại liệt ngã ngồi, gắt gao trừng mắt nhìn Nhạc Chi Dương, nhưng vẻ thật là bất ngờ với hắn. Nhạc Chi Dương chống trượng đứng dậy, rút ra độc châm, trong lòng thầm kêu, ồ nguy hiểm thật. Châm độc thập phần mãnh liệt, phượng khắp quyết lộ cũng vô dụng, nếu không phải có luyện chuyển âm dịch dương thuật, xích nữa làm quỷ ở dưới đào của hắn rồi. Chi Dương nhìn Hà Tào hai người kia trừng mắt tức giận lẫn sợ hãi. Nhạc Chi Dương lắc đầu thở dài, đến bên cán cứu thương nhìn vào xem chu vi. Thiếu nữ nhắm mắt hồn mê, không có gì là thay đổi. Nhạc Chi Dương yên lòng, đang muốn đứng lên, chợt thấy sau lưng cuồng phong đánh tới,
khẩn cấp quay người lại. Eo đột nhiên đau nhức kịch liệt, trời đất quay cuồng, thân người bị nâng lên cao như đằng vân giá vũ, văng ra ngoài, nửa người chạm vào tượng đá, gần cốt muôn dở dụng suýt nửa hồn mê. Hắn cô nén đớn đau, nhánh cây chống đỡ, giật ngồi dậy, thình lình hai tay đau nhức kịch liệt như muốn rời thân thể. Quay đầu nhìn lại không khỏi hoảng sợ, hai tên quái nhân toàn thân ban vết tích, dung mạo đáng ghê tởm. Chúng bắt lấy cánh tay của hắn đồng thời phát lực. Nhạc Chi Dương xương ngực kịch liệt đau nhức, huyết khí tán loạn. Mấy tiếng đinh đinh đinh, tiếng chuông truyền tới. Quái nhân bỗng buông tay, Nhạc Chi Dương té xuống mặt đất, thân thể như mệt rã rời. Nếu tiếng chuông chậm một chút, có lẽ hắn đã bị quái nhân xé xác làm hai rồi. Hắn nhìn khắp bốn phía, tại hiện trường ba tên quái nhân, mỗi tên nửa người trần trụi ghê tởm cổ quái. Hai tên bên trái bên phải đã từng ném hắn, tên còn lại đứng gần cán cứu thương trừng mắt nhìn Chu Di đang nằm ở bên cạnh. Chu Di muốn tiến nhưng lại lui, thần khí trông như rất là khiếp sợ. Nhạc Chi Dương rung động kêu lên, các ngươi là ai? Tiếng chuông lại vang lên, nhưng ngưng liên tiếp. Theo tiếng chuông từ loạn thạch bên trong đi ra một bạch y phụ nhân, niên kỷ không còn nhỏ, dung mạo thanh tú, đáng tiếc có hai vết sẹo giao thoa, giống như là hai con huyết hồng tiểu xà bò qua gương mặt vậy. Tay của nàng cầm hai cái chuông đồng lớn nhỏ, ánh mắt đảo qua Nhạc Chi Dương, nhìn chầm chầm vào thân hình của Chu Di, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Bước nhanh về phía trước, bóp miệng thiếu nữ lấy ra viên màu nì châu. Quái nhân đồng thời tiếng gầm nhẹ, trong mắt tỏ vẻ sợ hãi càng nhiều hơn. Bạch y phụ nhân ngưng mắt nhìn được châu, trong mắt rất vui sướng. Nàng lấy ra khăn tay bao bọc mấy tầng bỏ vào ở trong lòng. Màu nì châu quan hệ đến sinh tử của Chu Di. Nhạc Chi Dương trong lòng không cam, nhịn không được mỉa mai. Hài lắm, nữ thâu nhĩ. Bạch y phu nhân liếc nhìn hắn một cái rồi cười lạnh nói, nàng dù sao cũng phải chết, trộm người sống thì mình kêu là trộm, trộm người chết kêu là lấy. Nhạc Chi Dương giận dữ muốn phản bác, nhưng nhìn qua Chu Di, cảm giác như nghẹn lời, nhất thời nói không ra tiếng. Bạch y phu nhân cũng không để ý đến hắn, hà tào hai tên đứng hai bên không nói lời nào, đồng loạt nhảy người lên đánh về phía Nhạc Chi Dương. Dừng tay! Bạch y phu nhân quát. Hai tên đó dừng tay lại. Hà Dương cả giận nói, xà phu nhân, tiểu tử này ám toán đã thương người đó. Cái gì ám toán đã thương người? Xà phu nhân lạnh lùng xen lời của hắn, các ngươi tài nghệ không bằng người ta, một người bị cà thọt mà đánh cũng không lại, tông chủ nếu như biết rõ các ngươi sẽ có kết quả gì hả? Hai tên sắc mặt thảm biến. Hà Dương cười lớn nói, xà phu nhân, người tâm địa tốt, chắc sẽ không mách lại với tông chủ chứ. Vậy thì cũng chưa hẳn đâu. Xà phu nhân lạnh lùng nói, đặt lên cán cứu thương cùng ta trở về. Hà Tào hai người không dám cãi lời, nâng lên cán cứu thương nhanh chân chạy đi. Nhạc Chi Dương kinh sợ giao bật, cất tiếng kêu, dừng tay, đang muốn đứng lại. Hai tên quái nhân đồng thời ra tay, ngũ trảo chế trụ hai cánh tay của hắn, sức lực đến thần kỳ hầu như bẻ gãy xương cốt của hắn. Xà phu nhân nhìn hắn mỉm cười, nhẹ nhàng lay động chuông lục lạc. Hai quái nhân phóng mình lao đi, nhanh hơn là tuấn mã. Nhạc Chi Dương hai chân cách mặt đất, thân hình tựa như bay lên. Hắn biết mình không thoát khỏi, đánh cũng không lại nên thôi đành mặc kệ chúng nó. Chợt nghe xa xa có tiếng rít gạo. Nhạc Chi Dương nghe biết ra là Diệp Linh Tô phát ra, trong lòng vui vẻ, đang muốn há miệng kêu cứu. Bỗng nhiên phần gáy đau nhức, xà phu nhân truyền âm nhập mật nói, người dám kêu một tiếng, ta làm thịt ngươi liền. Giọng bà nghe rõ ràng như hòa, nhưng mang theo một đạo sát khí. Nhưng Nhạc Chi Dương lại cảm giác lạnh xương sống, quay đầu nhìn lại, xà phu nhân vẫn vui vẻ an nhàn, ngồi bắt chéo hai chân trên cánh trái của gã quái nhân. Quái nhân như không hay không biết, toàn lực chạy như bay,
Xà phu nhân trông giống như một con rắn lớn đang vòng ở trên người của hắn, từ trên xuống dưới không bị rớt ra. Nhạc Chi Dương nhịn không được nói: "Không cho ta lên tiếng là vì ngươi sợ Diệp cô nương?" "À," xà phu nhân trầm ngâm nói, "ngươi nói nàng họ Diệp sao?" "Trốn trốn tránh tránh còn nói là không sợ." Nhạc Chi Dương còn nói: "Ta xem ngươi không phải hạng người tầm thường, sao không đường đường chính chính cùng Diệp cô nương đọ sức một trận cao thấp coi?" "Ta cũng không phải là hậu sinh tiểu tử, mới sẽ không coi trọng ngươi." Rồi mấy tiếng đang đang vang lên, xà phu nhân lơ đãng nói: "Con nhỏ họ Diệp trông có vẻ rất là lợi hại, vừa rồi chỉ trong thời gian chớp mắt đã giết của ta hết 3 tên cổ khôi rồi. Ta cùng nàng chính diện giao đấu, chẳng phải là tự mình chuốc lấy phiền phức sao chứ?" "Cổ khôi?" Nhạc Chi Dương nhìn về phía quái nhân: "Ngươi nói bọn hắn?" Xà phu nhân gật đầu nói: "Bọn chúng đây là dùng thiên hạ kỳ độc luyện thành cổ khôi, có nghĩa là người mất hết tri giác đó. Sức mạnh vô biên, đau thương bất nhập, chỉ cần thấy máu là sẽ giết người thôi." Nhạc Chi Dương sởn cả tóc gái hỏi: "Bọn chúng sinh ra đã như thế rồi sao?" "Đương nhiên là không phải." Xà phu nhân thở dài, tự hồ có chút buồn vô cớ. Nhạc Chi Dương thấy nàng ăn nói cử chỉ cũng không phải là một kẻ cùng hung cực ác, tự hồ rất có nỗi khổ tâm âm thầm ở trong lòng. Đang muốn tinh tế hỏi thăm thêm, chợt đã đến cuối thạch trận. Phía trước rộng rãi, 3 mặt núi sừng sững dây quanh. Mặt đất trống trải bằng phẳng, mương máng thẳng tắp ngang dọc. Một thung lũng to lớn chia làm trên dưới 100 khối ruộng. Mỗi một khối ruộng đều gieo trồng dược thảo sắc thái sặc sỡ, mùi hôi không đồng nhất. Rắn, bò cạp, nhện cùng các loại độc trùng, chúng bò qua bò lại khắp nơi không coi ai ra gì. Đồng ruộng trồng trọt, nhà cửa phòng ốc kiến tạo hơn 10 cái. Tất cả lớn nhỏ, nhiều cao, chiều thấp. Trong đó có một gian lớn nhất, tọa ở nam, hướng về bắc. Trước gian nhà là một khối lớn đất đai bằng phẳng. Độc Dương Tông đệ tử hoặc đứng hoặc ngồi, có nuôi dưỡng độc vật, có đảo cửu dược liệu. Họ bận rộn không ai chú ý đến hắn. Cổ khôi hai chân chạy đến nơi, độc trùng nhao nhao hướng hai bên chạy thục mạng trốn tránh. Nhạc Chi Dương trong lòng kinh hãi, độc vật lấy độc xưng tôn bọn cổ khôi, độc của chúng chẳng lẽ còn hơn xa bọn độc trùng hay sao? Nghĩ được như vậy, hắn từ chỗ cổ khôi cũng đắn đo đau khổ đứng lên. Đến cái sân bằng phẳng, Độc Dương Tông đệ tử nhao nhao nhìn hắn chăm chú, thấy người lạ chúng đều cảm giác kinh ngạc. Phía trước gian nhà nửa cây nửa đá, cửa ngõ mở rộng ra, phía sau cửa tối ôm, nơi ấy một mùi thuốc nồng nực xông ra. Xà phu nhân lắc cái chuông đồng, cổ khôi đem Nhạc Chi Dương thuận tay quăng xuống đất, yên lặng thối lui sang hai bên. Nhạc Chi Dương nhìn vào hai cánh tay của mình, phát hiện có rất nhiều dấu chưởng ấn đen như mực, vừa đau lại vừa ngứa, phủi không tan. Hắn vừa tức giận, vừa nhìn xà phu nhân kêu lên: "Ngươi hạ độc ta!" Xà phu nhân nhảy xuống khỏi vai trái của cổ khôi, bà hừ lạnh nói: "Diêm Dương Châm còn không gây tổn thương cho ngươi, một ít độc này đâu là cái gì?" "Diêm Dương Châm?" Nhạc Chi Dương sững sờ hồi tưởng lại, bắn trúng ta là độc châm. "Đúng vậy," xà phu nhân nói, "Diêm Dương Châm độc so với cổ khôi còn muốn lợi hại hơn nữa đó. Ngươi bị trúng 2 châm không chết, đúng là ngoài dự đoán của mọi người." Nhạc Chi Dương sững sờ nhớ tới lúc ấy dùng chuyển âm dịch dương thuật, lúc này nhắm hai mắt lại, lặng yên dẫn quyền công, chân khí lưu chuyển, hắc ấn trở thành nhạc. Xà phu nhân dương mắt nhìn hắn với thần khí kinh ngạc, suy nghĩ một chút đột nhiên dương giọng kêu lên: "Ô hữu đạo, ô hữu đạo!" Trong phòng yên lặng, bỗng một tiếng rống lên nói: "Xú nương, im cái miệng thối lại giùm đi! Không thấy ta đàn đãi khách hay sao chứ? Còn ở đó khách với khứa sao chứ?" Xà phu nhân cười lạnh nói: "Địch nhân đánh tới thạch trận rồi kìa."
Chỉ nghe ồ một tiếng, bóng người chớp động. Một lão nhân áo đen lao ra cửa, hắn tuổi trên dưới 50, cao gầy như cây gậy trúc, mặt như mặt ngựa, có nhiều nếp nhăn, lưỡng quyền cao, mắt tinh tế, mũi chật vật môi mỏng, đang trừng mắt nhìn Xà phu nhân kinh nghi bất định. Đức nhân là người nào, Đông Đảo hay là Tây Thành vậy? Xà phu nhân lạnh lùng nói, không biết, một đứa trong đó tự xưng là Diêm Bang Bang Chủ. Diêm Bang Bang Chủ? Ô Hữu Đạo nhíu mày, lão đại khinh thường. Tề Hảo Định sao? Cái thằng đó mà có tài đức gì chứ, năm đó chỉ sướng sách dài cho lão tử thôi. Xà phu nhân vẫn chưa trả lời, chợt nghe ở trong phòng có người cười nói. Tề Hạo Đình đã chết rồi, hôm nay bang chủ kêu là Diệp Linh Tô. Nó là con gái của Đông Đảo Dương Dân Hư đó. Chỉ nghe Nhạc Chi Dương âm thanh này, trong lòng chấn động kịch liệt. Chỉ thấy Sùng Đại Sư áo trắng tiêu sái cùng một phu nhân áo đỏ kề vai sát cánh đi ra ngoài. Như mây tan trăng sáng, làm cho nơi âm u sơn cốc này thêm vài phần tươi sắc. Trông thấy Nhạc Chi Dương, Sùng Đại Sư hai mắt sáng ngời. Cổ Nghiêm sau đó đi ra ngoài đưa mắt nhìn hắn kinh nghi bất định. Nhạc Chi Dương biết trong lòng không tránh thoát, dứt khoát động thân đứng lên cười nói. Đại Hòa Thượng, chúng ta thật có duyên phận, vô luận đến đâu cũng có thể gặp gỡ ha. Cổ Nghiêm trên mặt dâng lên một luồng sát khí, một tiếng rồi muốn xông lên. Sùng Đại Sư xưa tay ngăn hắn lại, nhìn Nhạc Chi Dương dò xét rồi cười nói. Nhân sinh lẽ nào lại không gặp chứ? Ồ, Nhạc huynh chân làm sao vậy? Hơi, nói ra rất dài dòng. Nhạc Chi Dương nói nhăn nói cuội kéo dài thì giờ. Đại Hòa Thượng, ngươi đến đây làm gì đây? Nhạc huynh biết rõ rồi còn hỏi. Chu Nguyên Chương thông cáo thiên hạ bắt ta giang nam to như vậy, còn có chỗ nào để đi sao? Nhạc Chi Dương nhất thời im lặng nghĩ thầm. Đúng vậy, nếu muốn ẩn thân không nơi nào tốt hơn nơi đây rồi. Ô Hữu Đạo liếc nhìn hai người rồi đột nhiên nói, Sùng Đại Sư, ngươi quen biết cái người này sao? Sùng Đại Sư cười nói, thật không dám giấu giếm, người này chính là Nhạc Chi Dương. Cái gì? Ô Hữu Đạo sắc mặt trầm xuống, chính là cái tên đã cứu được Chu Nguyên Chương làm hỏng mất đại kế của tiểu tử người ư? Sùng Đại Sư cười nhạt gật đầu. Ô Hữu Đạo quá, vậy còn chờ gì nữa? Hắn giương một tay lên, bàn tay đỏ như máu, tràn ngập một mùi tanh hôi. Nhạc Chi Dương thấy thế, vội vận tiềm lực chờ đợi. Sùng Đại Sư ánh mắt chớp động đột nhiên nói, chậm đã. Ô Hữu Đạo nhăn mày thu tay về nói, thế nào? Sùng Đại Sư cười nói, tông chủ độc công cái thế, một chuẩn sức ra thì tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá như vậy quá dễ giải cho hắn rồi. Ai nói dễ giải cho hắn chứ? Ô Hữu Đạo mặt lộ vẻ không vui. Đúng phải độc công của ta hoàn toàn sẽ hóa thành huyết mũ, đào đớn kêu rền 3 ngày 3 đêm mới chết. 3 ngày quá ngắn đi. Sùng Đại Sư lắc đầu liên tục. Ô Hữu Đạo nói, vậy thì dùng quỷ sầu hạt cắn hắn đi, sẽ đau nhất chừng 81 ngày, thân thể sẽ hóa thành hắc thủy đó. Vậy thì cũng chưa đủ. Sùng Đại Sư vẫn là lắc đầu. Người này đã nhiều lần làm hỏng đại kế của ta, không thể để cho hắn chết được quá dễ dàng như vậy. Thế mà vẫn còn dễ dàng ư? Ô Hữu Đạo hơi tức giận. Cũng được, cho hắn ăn huyết chu, dạng sợi quá kén, nghìn nhện chích vào thân, cứng mà không chết. Huyết chù hút hết tình huyết, chỉ có thể sống hơn nửa năm. Sùng Đại Sư cười nói. Huyết chù cắn lên người toàn thân tê liệt, mất đi tri giác. Như vậy sống hơn nửa năm, cũng không có bao nhiêu thống khổ. Ô Hữu Đạo đã hết sức kiên nhẫn, lão quát lên. Cái này không được, cái kia không được, chẳng lẽ buông tha cho hắn hay sao? À, cũng có biện pháp. Thiếu phụ áo đỏ bật cười trầm thấp. Nàng tư thái xinh đẹp, mặt trắng nõn, không sợ muôn vàng chết, chỉ sợ khổ thân.
Tâm ý của đại sư ta hiểu rồi, không bằng đem thằng tiểu tử này chế thành cổ khôi, làm tên hèn hạ nhận lấy nô dịch sai khiến. Anh hùng có cái nhìn giống nhau. Xung đại sư chắp tay trước ngực cười. Phu nhân tri âm giải ý, chẳng trách có thể được ô tông chủ quan tâm. Hạc phu nhân được hắn khen mặt mày hớn hở, liếc nhìn Xung đại sư, trong mắt động tình tứ. Ô hữu đạo cũng vỗ tay cười nói. Hài lắm, còn là hạc phu nhân rất được lòng ta. Người không nói công việc của cổ khôi ta quên mất rồi. Xà phu nhân liếc nhìn hắn có vài phần chán ghét, lại nhìn Nhạc Chi Dương nhe răng trợn mắt dữ tợn cười rộ lên. Nhạc Chi Dương trái tim đập thình thịch, kinh hoàng thầm mắng. Tên Xung Hòa Thượng này ác độc. Lại nhìn mấy tên cổ khôi đần độn hình thù kỳ quái, biến thành bộ dạng đó còn không bằng chết. Nghĩ tới đó liền quyết định rút ra không quýt tiêu, nhắm ngay cổ họng Thiên Điệp Quyệt mà nói. Đại Hòa Thượng, người chết bắt quá đầu rơi xuống đất, người chết cũng có thể biến thành cổ khôi được sao? Song phương cách xa nhau khoảng cách, Nhạc Chi Dương một lòng muốn chết, Xung đại sư không cam lòng, con mắt liên tục chuyển động, cố hết sức suy tư đối sách. Lúc này tiếng bước chân người ở bên ngoài nghe rất gấp gáp. Hà Dương, Tào Diễm Nghĩa đang khiêng Chu Di chạy tới. Hai tên này khéo dụng độc, võ công không phải là sở trường, so ra kém xa cổ khôi, nhanh như gió táp. Đứng ở phía sau mệt mỏi thở hồng hộc, Nhạc Chi Dương trông thấy Chu Di mặt biến sắc. Xung đại sư nhón thân một cái, cướp lấy cán thương cất tiếng quát. Buông! Hà Tào hai người không hiểu vì vậy buông cán thương xuống. Xung đại sư nhìn kỹ một cái rồi vỗ tay cười nói. Không sai, là nàng rồi. Nhạc Chi Dương lạnh xương sống kêu lên. Đại Hòa Thượng, người có thù oán gì hãy đòi từ ta nè. Xung đại sư liếc nhìn hắn một cái rồi cười nói. Ngươi còn muốn tự sát nữa hay sao? Chu Di chính là điểm nhược của cuộc đời Nhạc Chi Dương. Xung đại sư lòng dạ biết rõ, bởi vậy xếp đặt mọi việc đều thuận lợi. Nhạc Chi Dương không cách nào có thể tưởng tượng, xúc động lẫn quyết tâm nói. Đại Hòa Thượng, ta mấy lần phá vỡ đi chuyện tốt của ngươi, ngươi hận ta cũng là nên. Chu Di nàng bị trúng tuyệt độc, cách cái chết không còn xa nữa. Nàng như chết đi, ta không cần gì phải sống nữa. Ngươi là đệ tử của Phật môn, nếu có lòng từ bi, vì nàng mà giải độc cho nàng được kéo dài tính mạng, ta sống hay chết, tất cả đều do các ngươi xử trí. Nói tới đó nhìn về phía cổ khôi, trong lòng dâng lên một nỗi bi thương. Hắn tự nghĩ hẳn phải chết, nếu có thể lấy thân tàn phế để đổi lấy tính mạng cho Chu Di, coi như chết có ý nghĩa. Về phần tương lai thế nào, bản thân hắn cũng không thể nào biết được. Xung đại sư ánh mắt chớp động, bỗng nhiên mỉm cười nói. Nhạc huynh yên tâm đi, nàng là con gái cưng của Chu Nguyên Chương, Ninh Dương Chu Quyền Bào Muội. Người không nói, ta cũng muốn cứu nàng. Ngày sau tranh đoạt thiên hạ, nàng sẽ là một con cờ trong tay của ta để ngã giá đó. Lời vừa nói ra khỏi miệng, Độc Dương Tông không khỏi kinh ngạc. Không thể nào ngờ tới thiếu nữ nằm hôn mê này chính là Đại Minh công chúa. Ô hữu đạo cũng nhịn không được nữa, tiến lên một bước nhìn coi, gương mặt lạnh rồi nói. Ta không lầm thì cô này trúng phải độc dược, nguyên lai là Lục Trĩ Thực Dương Đan. Hắn chỉ liếc nhìn một cái đã nhận ra độc mà Chu Di trúng phải. Nhãn lực cực kỳ tinh, lại có kiến thức cao về độc, đương thời không có người thứ hai qua được. Nhạc Chi Dương cảm thấy bội phục, thản nhiên nổi lên một tia hy vọng. Xung đại sư cười nói, độc này tông chủ không giải được sao? Chê cười hoài. Ô hữu đạo ngạo nghễ nói, đây là hải ngoại kỳ độc, nhưng không làm khó được ta đâu. Duỗi ra một tay bấm ngay rồi nói, cái gọi là lục trĩ theo thứ tự các loại thuốc cần thiết là máu của con đĩa xích diễm, xác của con dê mặt quỷ, nước bọt của con tiễn trùng, da của con ngân luyện tắc kè, phấn của con bướm hắc anh và châm độc của con ông khô lâu đó. Mấy thứ độc vật không phải quá khó tìm,
Chỉ là tại phía xa Nam Quang thu tập cho đủ số cũng có chút phiền toái. Bổn tông chủ muốn giải loại độc này, nói ít cũng có ba loại biện pháp. Hay, hay lắm. Xung đại sư vỗ tay cười nói. Tông chủ độc thuật có 102 đương thời. Lần này nếu có thể xuất cốc quản giáo người trong thiên hạ cúi đầu nghe theo, Độc Dương Tông nhất định là phát dương quang đại đó. Nói hay lắm. Ô Hữu Đạo Dương Dương tự đắc nhếch miệng cười không ngừng. Nhạc Chiêu Dương bán tính bán nghi, Xung đại sư hư hư thật thật thiệt giả khó phân biệt. Nhưng Ô Hữu Đạo người này cũng như tên, nhận ra độc dược thì không nói trong đó có thành phần gì cũng nói được đạo lý rõ ràng. Nhìn hắn ngạo mạn thần khí tựa hồ không nói dối. Chàng suy nghĩ một chút rồi hỏi. Ô tông chủ, người nói người có ba biện pháp nhưng không biết là ba biện pháp nào hả? Ô Hữu Đạo hai mắt mở to cười lạnh nói. Thế nào, ngươi cho là bổn tông chủ nói khoác lác sao hả? Không dám, Nhạc Chiêu Dương nói. Đang lúc sinh tử mắt thấy mới là thật. Ô Hữu Đạo nhếch miệng cười cười, đưa tay phải ra bắt lấy bả vai của Chu Di, xách nàng lên mà bắt đầu. Hắn dốc dáng rất cao, Chu Di trong tay của hắn hai chân vẫn còn cách ở mặt đất. Ô Hữu Đạo bỗng nhiên há miệng phun ra một luồng khí màu đỏ nhạt. Luồng khí lượn lờ bao quanh thân người của Chu Di. Nhạc Chiêu Dương cảm thấy mê hoặc nên lên tiếng hỏi. Đây là cái gì vậy? Ô Hữu Đạo lạnh lùng không đáp. Theo ống tay áo của hắn ở chỗ sâu ở bên trong, một chuỗi leo ra rất nhiều màu đỏ như con nhện máu. Nó to như ngón tay cái, hành động như gió. Thuận theo Ô Hữu Đạo tay phải liên tiếp mà leo lên đến thân người của Chu Di. Nhạc Chiêu Dương gặp con nhện kia bộ dáng bất thiện, trong lòng quýnh quán, giơ lên cây không bích tiêu hướng về phía Ô Hữu Đạo mà điểm tới. Ô Hữu Đạo không quay đầu lại, Xung đại sư sải bước tiến lên, tiếp được sáo ngọc truyền lực đạo tới hõm vai, vết sẹo dở tan máu tươi phun ra lên láng. Nhạc Chiêu Dương đau nhức khôn cùng, chỉ hừ được một tiếng. Xung đại sư thấy hắn hạ trong thế hạ phong, chân phải nhẹ nhàng lướt qua, Nhạc Chiêu Dương té nhào xuống đất. Hắn vẫn còn đang chưa từ bỏ ý định, hai tay chống mạnh muốn bò lên. Xung đại sư chân trái nâng lên, đạp lên hậu tâm của hắn, mũi chân đối diện quyệt thần đạo. Hơi dùng sức, Nhạc Chiêu Dương gân xương sụn mềm, co quắp trên mặt đất, trơ mắt nhìn qua con dọn đang làm điều mà hắn đã dự đoán. Con nhện máu đang chống bò khắp cơ thể của Chu Di, chiếm giữ yếu quyệt, phun ra khẩu khí cắn vào quyệt đạo, đồng thời nó như hút được cái gì từ cơ thể của Chu Di vậy. Một lát sau, con nhện phình to gấp đôi, màu sắc từ màu đỏ chuyển sang màu tím, rồi từ tím chuyển sang thành đen. Thể xác bụng phình chướng, nước sáng bóng loáng. Gặp tình cảnh này, Nhạc Chiêu Dương hốt hoảng. Con nhện này thân có dị năng, xuyên thấu qua quyệt đạo, múc vào trong thân thể có độc của Chu Di. Nhưng nếu như thế thì độc khí trên mặt của nàng phải tan ra mới đúng chứ. Nhưng hắc khí kia chẳng những không có biến mất, ngược lại càng thấy nồng đậm. Chẳng những trên mặt như thế, cổ, tai, vai, hết thảy trần trụi da thịt đều là màu xanh, có chỗ biến thành màu đen. Nhạc Chiêu Dương càng nhìn càng kinh sợ, tâm niệm chợt chuyển. Đột nhiên sợ hãi đứng lên, con nhện hút đi hết lục trĩ thực dương đan. Độc trong cơ thể, nhưng độc của máu nhện lại rót vào cơ thể của Chu Di. Hắn vừa sợ vừa giận, cố hết sức giải dụa không biết làm sao. Đại kim cương thần lực ở trên lưng như một ngọn núi lớn đang đè xuống. Muốn sử dụng một chút khí lực nhúc nhích cũng không được. Lại qua một hồi, con nhện máu thân thể thu nhỏ lại, từ màu đen biến thành màu đỏ, bụng trướng lên cũng biến mất. Lông con nhện chợt biến từ đen sang tím, rồi tím sang đen. Qua mỗi lần như thế, hắc khí ở trên mặt Chu Di cũng từ từ tan biến vài phần. Lần thứ ba sau đó hắc khí mất hết, Chu Di mặt như giấy trắng, thảm đạm như người chết. Nhạc Chiêu Dương thấy vậy hãi hùng khiếp vía, lòng nôn nóng.
Ô Hữu Đạo bỗng há miệng phun ra một luồng bạch khí. Con nhện sao động, nhào nhào ly khai huyệt đạo, thuận theo cổ tay của hắn bò lại ống tay áo. Sự việc xảy ra nhịp nhàng, không nhanh không chậm. Nhạc Chi Dương thấy được ngẩn người, chợt thấy Ô Hữu Đạo gật đầu mỉm cười, đem Chu Di trả lại cán cứu thương. Thiếu nữ bay bổng, dường như cơ thể không còn sức nặng. Nhạc Chi Dương không khỏi nghĩ ngợi mông lung, chẳng lẽ nàng bị con nhện hút sạch huyết nhục rồi sao? Chợt nghe Sung đại sư cười nói, may mắn nhện máu độ kiếp, biện pháp này khắp thiên hạ không có người giải được độc. Không đúng đâu, Ô Hữu Đạo lắc đầu, độc vật từ tương sinh tương khắc, máu nhện hút lấy độc không thể tới tương khắc, bằng không thì nhện máu hấp lấy độc không khác tự tìm đường chết. Sung đại sư cười nói, dưới đời này còn có cái gì có thể khắc chế nhện máu này chứ? Ít nhất cũng có ba loại đó. Ô Hữu Đạo vốn tính ngoan độc, hắn tính trên đầu ngón tay rồi nói, ngũ hành tán, cửu âm độc, còn có hoa tổ sư Mâu Ni Châu thất truyền đã lâu. Mâu Ni Châu tồn tại trên thế gian đếm tới đếm lùi cũng không quá đáng ba mảnh. Hoặc là thất truyền, hoặc là quá ít. Sung đại sư cười cười, nói như vậy con nhện máu này không có đối thủ. Ô Hữu Đạo hừ một tiếng rồi nói, nói lên Mâu Ni Châu Nguyên Đầu Đà có một viên, ngươi chừng nào đưa cho ta đây hả? Già sư bế quan tham thiền, đợi ông ấy xuất quan ta liền lấy cho ngươi. Nói phải giữ lời đó. Ô Hữu Đạo u ám nói, gạt ta ngươi cũng không có kết quả tốt đâu. Sung đại sư cười cười không nói. Hạc phu nhân xoay quanh động, dặn dẹo tiến lên kéo Ô Hữu Đạo cánh tay lay động. Đại sư chưa từng nói quá lời, hắn nói lương lão tạc không thức thời, tông chủ mới đầu còn không tin, về sau hắn mang theo cổ nghiêm toàn bộ xuất khóc nguyên lành trở về, đủ thấy đại sư nói lời đâu có ngoa đâu. Có đạo lý. Ô Hữu Đạo thần sắc hơi trì quẩn, vuốt râu gật đầu. Nếu đại sư không kịp thời báo tin, lão phù chắc phải bị giam cầm ở địa phương quỷ quái này cho tới chết rồi. Không đâu không đâu, Sung đại sư cười nói, tiểu tăng tiện tài thôi, chỉ vì Lương Tư Cầm quá mức gian trá. Ô Hữu Đạo nghe thấy Lương Tư Cầm ba chữ run rẩy cả giận nói, càn rỡ, không cho phép mang tên của hắn ra đây. Đúng đúng, Sung đại sư cười nói, tiểu tăng nói chuyện không lựa lời, về sau không có dám nữa. Năm xưa Lương Tư Cầm đại phá Độc Dương Tông, Ô Hữu Đạo chịu nhiều đau khổ, cầu xin tha mạng nguyện sám hối. May mắn Lương Tư Cầm niệm tình lời hứa với tổ mẫu không tru diệt Độc Dương Tông, nên hắn mới còn giữ được cái mạng nhỏ bé cho đến hôm nay. Từ đó về sau Ô Hữu Đạo rơi vào nỗi ám ảnh khi nghe thấy ba chữ Lương Tư Cầm, như hòn đá ở trên ngực, toàn thân khó chịu. Độc Dương Tông ở Mỹ Môn cũng không cho bất cứ đệ tử nào được nêu tên đó ra. Những năm gần đây Ô Hữu Đạo mặc dù cũng luyện thành mấy thứ thủ đoạn, không biết sao tâm mang sợ hãi sâu tận xương tủy, thà rằng cô đơn lạnh lẽo chịu khổ cũng không dám bước ra khỏi quỷ môn nửa bước. Sung đại sư lập chí lật úp thiên hạ, muốn mượn lực lượng của Độc Dương Tông. Ô Hữu Đạo cùng hung cực ác, thế nhưng là một kẻ yếu lòng. Đối với Hạc phu nhân, nói gì nghe nấy, Sung đại sư chỉ cần sử dụng một ít thủ đoạn nho nhỏ, dùng Hạc phu nhân mỹ nhân kế chi kế, lấy mất hồn xác của hắn, khiến cho Ô Hữu Đạo quên đi quá khứ, bị Lương Tư Cầm giam cầm, nổi lên ý muốn xuất cốc. Sung đại sư thấy hắn tức giận, cố ý đánh trống lảng. Ô tông chủ, công chúa có khỏi được không? Ô Hữu Đạo hừ lạnh nói, vậy còn phải nói sao? Nhạc Chi Dương nghe xong mừng thầm, nhưng lại bán tính bán nghi. Chợt nghe Sung đại sư lại hỏi, nàng màu da trước màu đen sao đổi thành trắng, vậy là duyên cớ gì vậy? Ô Hữu Đạo nói, cô ta bị độc xâm nhập ngũ tạng, cần phải từ trong ra ngoài mới có thể thích đáng hóa giải được. Cho nên trước hết đem độc cầm cố hút ra khỏi tạng phủ, hóa vào da thịt. Ngũ tạng hết độc sẽ trống rỗng, lại hút độc từ da thịt.
Bởi vì nàng trúng độc quá sâu, nhện máu cũng không có cách nào một lần thành công, phải lặp đi lặp lại ba lượt mới có thể tiêu trừ được dư độc. A Di Đà Phật. Xung đại sư cười nói: Tông chủ thần thuật, tiểu tăng bội phục. Ô Hữu Đạo tài vuốt râu dương dương tự đắc. Nhạc Chi Viên cũng thấy hắn nói có lý, rất lớn thở dài một hơi. Chợt nghe Xung đại sư lại hỏi: Tại sao còn không thấy cô ta thức tỉnh? Đâu có dễ dàng như vậy. Ô Hữu Đạo cười lạnh: Nàng trúng độc quá lâu, nguyên khí đại thương, tồn tại đến nay là kỳ tích lớn lao rồi. Dù có linh dược điều dưỡng chăm sóc, muốn khôi phục như lúc ban đầu cũng phải mất nửa năm một năm. Cái này còn phải xem thể chất của nàng, thể chất quá yếu cũng chưa chắc sống nổi. Nghe xong những lời này, Nhạc Chi Dương tim như muốn rớt ra ngoài. Chợt thấy ở phía sau lưng đau nhức kịch liệt. Nghe Xung đại sư nói: Tiểu tử này xử trí thế nào, kính xin tông chủ cho biết. Không phải nói nhiều. Ôn Hữu Đạo nói: Luyện thành cổ khôi đi. Nhạc Chi Dương vội nói: Ta là một tên què, luyện thành cổ khôi cũng không có xài được đâu. Ô Hữu Đạo ha ha cười không ngừng. Hạc phu nhân cũng cười khanh khách. Xem bộ dáng hai người bọn họ dường như Nhạc Chi Dương nói nghe vô cùng thú vị, nên họ cười mỉa mai. Chỉ có Xà phu nhân mặt lạnh nghiễm nhiên như không liên quan gì đến mình. Thủy chung không nói một lời. Tiểu tử, Ô Hữu Đạo đột nhiên nói: Cho ngươi nhìn thấy mở mang kiến thức nè. Hắn rút ra một thanh đoạn đao, rồi phốc một tiếng, tự đâm vào người của cổ khôi một cái. Mũi đao vào thịt ba phần, cổ khôi ngay người bất động. Ô Hữu Đạo giận đao hướng về phía dưới, trì quản vừa trầm cắt ra một cái, dài gần một tấc miệng vết thương, máu đen chảy ra mãnh liệt, thuận theo thân thể chảy xuống mặt đất, gặp gỡ bùn đất. Mấy tiếng dèo dèo vang lên, bốn phía thảo mộc trước sau héo rũ. Máu của cổ khôi cực kỳ độc địa. Nhạc Chi Dương thấy xong há hốc miệng. Nhớ tới Xà phu nhân từng nói, cổ khôi đổ một chút máu cũng có thể giết người. Lại vừa nghĩ tới mình sẽ trở thành quái vật như thế, trong lòng ngực của Chi Dương như dời sông lấp biển, hầu như muốn nôn mửa liên hồi. Chợt nghe Ô Hữu Đạo còn nói: Tiểu tử, ngươi nhìn đây. Nhạc Chi Dương dương mắt nhìn lên. Ô Hữu Đạo liền thu đại đao lại. Cổ khôi miệng vết thương bỗng khép lại, chỉ còn một vết sẹo dài thật nho nhỏ. Cổ khôi có chỗ dùng thật hay đó. Ô Hữu Đạo dương dương đắc ý. Sâu độc hấp thu tinh huyết bài tiết cánh kiến đỏ, có thể chữa bách bệnh. Thịt bạch cốt không chừng cũng có thể chữa cho ngươi lành đôi chân gãy đó. Vậy thì cũng khó nói. Hạc phu nhân che miệng nhõng nhẽo cười. Cổ khôi luyện 10 chỉ được 1. 10 tên có thể sống, 1 tên cũng coi như là không tệ rồi. Không chừng tiểu tử này đi đời nhà ma, chưa luyện thành cổ khôi đã trở thành ngạ quỷ rồi. Bọn đệ tử cùng kêu lên cười vang. Nhìn qua Nhạc Chi Dương giống như nhìn xem một con gà, một con chó. Nhạc Chi Dương không còn lối thoát. Một luồng huyết khí tại lồng ngực cao thấp quấy nhiễu, mặt mày vừa chua xót vừa nóng, dốc sức liều mạng nghiến răng nhịn xuống, vừa rồi không rơi lệ. Xung đại sư nhìn thần sắc của hắn, nghĩ đến kế hoạch mưu lược vĩ đại, đại kế nhiều lần bị hắn phá hoại, biết vậy nên nổi hứng, cất tiếng cười dài. Tiếng cười vui mừng cực kỳ thỏa mãn, mọi người nghe xong đều kinh ngạc. Phu nhân, Ô Hữu Đạo quay đầu lại kêu lên: Lấy nước canh đến cho ta. Hạc phu nhân vào nhà mang ra một cái bát sứ. Trong bát tỏa ra một mùi lạ, giống như hương không phải hương, giống như thối thì cũng không phải thối. Người đem đến đây, Ô Hữu Đạo còn nói. Xung đại sư thu hồi mũi chân, không đợi cho Nhạc Chi Dương đứng dậy, nắm chặt hậu tâm của hắn mệnh môn sách đến. Ô Hữu Đạo cầm chén thuốc đưa đến trước mặt của hắn, rồi âm hiểm cười nói: Đến đây uống hết đi. Nhạc Chi Dương định nhãn nhìn lên, trong chén dịch thuốc dạng lỏng cuồn cuộn nhiều con sâu nhỏ ẩn hiện bất định. Kim đầu lục thân nhỏ như hạt gạo,
số lượng rất nhiều, hắn giật mình kinh tâm. Nhạc Chi Dương buồn nôn, ngậm miệng không uống. Ô Hữu Đạo không vui, chỉ vào Chu Di nói: "Ta có thể cứu nàng, cũng có thể giết nàng đó, nếu như ngươi không chịu uống, ta một cước đá chết tươi nàng ngay lập tức." Hắn làm bộ nhấc chân lên nhắm ngay vào Chu Di huyệt thái dương. Nhạc Chi Dương nhìn Chu Di lại nhìn Cổ Khôi, ở trong lòng ý niệm quyết tâm nghiến răng để sát vào chén thuốc một mạch uống xuống. Không biết sao, nước canh khi vào miệng, bọn trùng sống liền hướng vào yết hầu mãnh liệt chui vào. Nhạc Chi Dương nuốt không trôi, nhả cũng không được, đến mức mặt đỏ tới mang tai, hai mắt liên tục trợn trắng, hận không thể chết ngay lập tức. Nhắc lại đám người của Diệp Linh Tô, Hoa Miên lúc này bấm đốt ngón tay rồi đột nhiên nói: "Đói trái càng phải khuê trước thái sau, trái đi chín bước, phải đi chín bước, có thể vào thái vị, thiên địa an khang tức là sinh môn." Diệp Linh Tô đã giận công, đưa độc tố bước đến đầu ngón tay, lấy ra kim châm cho chảy máu, chảy cho hết máu đen. Nàng đứng dậy nhìn Sở Không Sơn đang thản nhiên ngồi ngay ngắn, giống như đang trầm tư, không khỏi nghi ngờ nói: "Sở tiên sinh, người vẫn khỏe chứ?" "Vẫn tốt." Sở Không Sơn ngẩng đầu cười nói: "Thân già nhiều bệnh tật, bệnh lâu thành lương y luôn, một ít độc không là cái gì cả." "Được rồi." Diệp Linh Tô nâng Hoa Miên dậy, nhắm phía trái đi đến. Sở Không Sơn tay áo tung bay đi theo ở phía sau. Rồi đi được chín bước, quả gặp nửa tượng đá. Diệp Linh Tô thở dài: "Hoa Di, trước kia người dạy ta thuật số, ta không để tâm cho lắm, nếu khi nào nhàn hạ ta còn muốn lĩnh giáo ngươi." Hoa Miên cười nói: "Đứa nhỏ người sao bỗng nhiên đối với thuật số sinh ra hứng thú vậy chứ?" Diệp Linh Tô cười không đáp. Nàng đã luyện Sơn Hà Tiềm Long Quyết, Thiên Kỵ Thần Công Độ, trong đó phong thủy máy móc đều có liên quan đến thuật số. Nàng xuất thân đông đảo, khi còn bé nàng theo Hoa Miên học được một số thuật số toán học, dù thời gian ngắn ngủi nhưng cũng giúp cho võ học tinh tiến như thần. Chỉ là thuật số là gốc rễ của vạn vật, bát đại tinh thâm. Diệp Linh Tô càng luyện càng cảm giác chưa đủ, biết rõ hai thứ này sẽ tạo thêm bản lĩnh nếu như muốn tiến thêm một bước. Mắt thấy Hoa Miên suy tính trận thế, tự nhiên ở trong lòng sinh ra dốc lòng muốn cầu học. Ba người vừa nói chuyện, một bên quẹo phải mới đi được có mấy bước, chợt nghe vài tiếng còi quýt lên bén nhọn thê lương quanh quẩn ở trong tóc. Ba người trong lòng trầm xuống, dừng bước lại, chợt nghe ken két tiếng vang khắp nơi như thủy triều, theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Phía sau loạn thạch trong bụi cỏ toát ra rất nhiều bùa cạp, đỏ, vàng, đen, tím, lớn nhỏ không đều. Đôi càng dương lên, đuôi con bùa cạp rất là phẫn nộ nâng cao, trong nháy mắt giọt tới bọn người. Bò cạp cuộn lại thân thể, mấy tiếng sù 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 bật lên như tên bắn về phía ba người. Diệp Linh Tô lấy ra kim châm, trái một chiêu thiên tinh điểm, phải một chiêu thần nông bá chủng, hai tay phát ra cùng một lúc. Trong hư không kim châm lập lòe như sao như mưa, bò cạp trúng châm đều bị xuyên dính trên mặt đất, trên cây, trên loạn thạch. Đảo mắt kim châm hao hụt hết, bọn bùa cạp có tăng chứ không giảm. Diệp Linh Tô cùng Sở Không Sơn Vĩnh Hoa Miên nhảy lên nửa tượng đá, tiếng cười cợt cũng trở nên ngẩn cao. Bò cạp càng lúc càng hung hãn nhao nhao bò tới. Trên hòn đá, Sở Diệp hai người dung kiếm lên, hai đạo kiếm quang một xanh một đen, một cương một nhu qua lại càng quét. Mũi kiếm làm cho bọn bùa cạp nhao nhao chết, không nhiều lắm, trong chốc lát. Quay chung quanh tượng đá quang phế, chất đầy thi thể của bò cạp. Thế nhưng bọn độc vật có tiếng chứ không lui. Con sống sót dẫm phải thi thể của con đã chết, tiếp tục giọt lên. Diệp Linh Tô thấy vậy kinh hãi, giết không nương tay, không dám chảnh mãn. Hay có kẻ hở, bò cạp sẽ lập tức chui vào, đuôi chăm chăm loạn, độc dịch dạng vua. Mọi người chỉ lo ở dưới chân, thình lình cuồng phong gào thét.
mấy tiếng phóc lạp lạp lạp. Theo hơn 10 cái đầu của con dơi cực lớn, cánh của chúng mở rộng ra che khuất cả bầu trời, như điên cuồng lao tới, nắm bắt loạn cắn. Diệp Linh Tô nhiều năm tại Đông Đảo, từng chém giết rất nhiều chim yến. Thanh ly kiếm hướng lên bầy dơi, có con bị chém thành bốn đoạn, mưa máu nhao nhao đầy trời dung dãi, tung té trên thân thể còn ấm áp. Đồng loại bị giết, bọn dơi kinh hãi thoáng xoay quanh hướng lên. Lúc này tiếng còi quýt gấp vàng như thúc giục, bọn dơi hướng phía dưới lao xuống, nành vuốt dường ra, xả thân quên cả cái chết. Diệp Linh Tô chém liên tục vài con, áo trắng ở trên mình dính đầy máu đen loang lổ, bò cạp ở dưới chân, dơi ở trên, nhất thiên nhất địa cao thấp giáp công. Sở Diệp hai người rất ăn ý, Diệp Linh Tô đối phó bầy dơi, Sở Không Sơn chuyên môn ngăn bò cạp, đôi bên khổ đấu, giết động vật, chết đầy trên mặt đất. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 83, tác giả Phượng Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 84 trong chương trình kế tiếp. Trương Vũ xin tạm biệt.